chính sự an toàn cho bản thân nó. Đưa cái dây chuyền đấy. Không, nó đã cảm thấy những cái điều tôi nghi ngờ về nó. Nó đã cảm nhận những cái sự đổi bại, dối trá của nó đối với tôi sắp bị phơi bày. Nó sợ tôi biết tất cả. Tôi sẽ gửi con chip đến tay cảnh sát để trả thù. Trong con chip ấy có chứng cứ những vụ làm ăn phi pháp mà tôi đã tiến hành với Thanh Hồng và cái đám quan chức biến chất. Ví dụ như cái vụ cổ phần hóa công ty hóa chất Đoàn Kết gần đây đấy. Chỉ với 40 tỷ chiếm được 60% cổ phần. Ngoài ra, con chip ấy còn những chứng cứ chứng minh sự dính líu của Đông Hòa với những vụ giết người bịt đầu mối, những vụ thanh trừng đối tác. Tôi biết việc tìm ra mật mã của con chip đấy đối với các cậu chỉ là vấn đề thời gian. Tôi muốn tìm cậu. Ngoài cái việc nói cái mật mã con chip ấy ra, tôi còn muốn nói với cậu rất nhiều vấn đề liên quan đến Đông Hòa. Đông Hòa, dù tao có xuống địa ngục, tao cũng sẽ lôi mày theo Đông Hòa. Binh tướng ra trận, hàng lớp lớp. Hôm trước thì cậu quyết, hôm nay tới đợt cậu à? Vì đối thủ quá lợi hại mà. Vết thương của cậu sao rồi? Cảm ơn, tôi ổn. Đừng có ghét tôi rồi ghét Lê Sang cả làm anh nhé. Tôi không phải loại người đấy. Mà từ nãy đến giờ tôi thấy chúng ta nói chuyện có cái gì đấy sai sai thì phải. Nói chuyện như ngày xưa. Tôi cũng không biết mình có thể nói chuyện được như ngày xưa không. Anh Đông Hòa, tôi biết chuyện của bố cậu. Tôi cũng không mong và cũng không có quyền để mong cậu tha thứ. Chúng ta nói chuyện như thế là đủ rồi. Vào việc thôi. Anh ngồi đi. Bây giờ anh hãy thành khẩn khai báo để được hưởng sự khoan hồng. Cậu có tới đây thì cũng vậy thôi. Nếu không có bằng chứng buộc tội tôi thì tốt nhất để cho tôi nghỉ ngơi đi. Lê Vương, Dương Vô Diện, Việt Sói, Tiến Thịnh, còn ai mà anh đã giết hoặc ra lệnh giết mà tôi quên mất chưa kể không? Này, anh để ý đến lời nói của mình đi. Nếu không muốn bị kiện thì tội vu khống. Nghe tôi nói đã. Lê Vương phải chết, bởi vì hắn ta nắm giữ quá nhiều tiền. Hắn ta lợi dụng em gái tôi và cũng chính là bạn gái của cậu ấy. Anh hoàn toàn có thể tách Lâm Anh ra khỏi chuyện này. Nhưng không. Nhưng nếu Lâm Anh đứng ra khỏi cuộc thì anh sẽ không thể chiếm lấy được số tiền của Lê Vương được. Tôi nể trí tưởng tượng của cậu thật đấy. Không những chiếm được số tiền của Lê Vương, anh còn đánh đổ cả băng Thanh Động khét tiếng do Cường Lâm cầm đầu. Đấy cũng là đối thủ mạnh nhất trong cuộc chiến về bất động sản với công ty của Đồng Vũ. Trong cuộc chơi này, Việt Sói là cánh tay phải của Cường Lâm, và anh đã dùng Dương Vô Diện để trừ khử hắn. Nhiệm vụ của Dương Vô Diện đúng là bất ngờ về cái tội ác của anh. Anh đã giết Dương Vô Diện bởi vì hắn không còn vô diện nữa. Hắn ta đã bị lộ mặt với cảnh sát, và anh đã phải trừ khử hắn để bịt miệng. Còn Tiến Thịnh, anh dựng lên cả một câu chuyện để giết hắn, bởi vì hắn biết được ai là người giết Dương Vô Diện. Tôi nói đúng chứ? Cậu có biết gì không? Tôi nghĩ cậu không nên chọn ngành công an. Cậu hợp với tiểu thuyết gia. Cho tôi xem bằng chứng. Hôm vừa rồi tôi có ngồi với Đồng Vĩnh. Ông ta có gửi cho tôi mấy clip và nói là chuyển đến tay anh. Sau vụ tưởng như là bị tai nạn của bà Loan, Đồng Vĩnh đã không tin tưởng ở Kỳ nữa, nhưng cũng không tin tưởng ở anh nữa. Cho nên ông ta đã lắp một camera ở phòng của Kỳ. Vở kịch của anh diễn ra quá nhanh, cho nên Đồng Vĩnh chưa kịp xem lại thì đã bị anh đưa vào bẫy. Anh có nhận ra nhân vật chính trong này là ai không? Tôi còn rất nhiều clip, file ghi âm, hình ảnh, tất nhiên là có liên quan đến anh. Đương nhiên cả những vụ mà tôi đã nhắc đến, Lê Vương, Việt Sói, Dương Vô Diệp và cả Tiến Thịnh. Thậm chí cả lý do bắt Cường Lâm và Tiền Trắng mà cảnh sát không mất một viên đạn. Anh còn gì để nói không? Cho tôi 15 phút. Thế nào rồi? Anh ta xin 15 phút để suy nghĩ. 15 phút đó đủ để con Cao ấy nghĩ ra đủ trò. Sẽ khai hết. Bắt đầu đi. Nhưng nếu tôi thành khẩn, tôi có được hưởng bản án khoan hồng không? Anh là luật sư, anh phải nắm rõ luật hơn ai hết. Nhưng tôi cần sự chắc chắn, vì những điều tôi khai sẽ đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc phá án. Anh nhầm. Thái độ của anh bây giờ là thành khẩn khai báo, chứ không phải là mặc cả. Nhưng ít ra các anh phải đảm bảo an toàn cho vợ con của tôi. Được. Tôi sẽ đảm bảo sự an toàn cho Thanh Diệp và Đồng Huy. Tôi tin cậu. Anh bắt đầu đi. Tôi quên đi hết sự thật và được chết. Cho tôi tìm ra lối nơi mê cung tâm tôi.